khăn dạy nên người, lớn khôn trưởng thành con đừng chơi bời, làm việc tốt đẹp cho đời, mong rằng con trở thành người hoàn hảo và tài giỏi. Chợt nhìn người cha hiền mẫu mực, giờ say con rượu con bạc, khóc than những lần cha lại ăn nhọc khiến nhà mình như rơi vào sa mạc, gia đình đây sống chật vật hạnh phúc giờ tàn nát. Nhưng tôi hư lông trượt dài từ lâu, chẳng buông chẳng buông chẳng buông, gái gu say xin cờ bạc đỏ đen cũng chơi lang lộn, làm con cái này lạc bước cho cha làm gương, làm hạnh phúc nơi gia đình tan thương. Nước mắt đau khổ của mẹ làm cha bỗng nhìn ngần ngơ ngần ngơ, thương tinh như thoát mộng mịt từ lâu, vân vờ cầu xin xưa sai lầm lỡ tiêu đốt thành cho, và cuộc sống bên gia đình như mơ. Tỉnh đây nè. Chết rồi, mình lỡ cạo mất đầu con sư tử cái này rồi. Dung, lấy đi. Dạ, chị bị sao vậy? Chị đau bụng quá, đêm qua em gọi đầu cho bác giùm chị. Dạ. Bác ơi, bác, bác về con gọi đầu cho bác nha. Cái gì vậy? Trời ơi, cái chân mày của tôi. Dạ. Con làm phải không? Dạ không có. Bác ơi, bác tới hồi nào vậy bác? Trời ơi, cô coi nè, cô coi nhân viên của cô tỉa chân mày tôi ra vậy nè. Ôi là trời, em không có làm. Cái gì vậy chị? Hả? Trời ơi, chân mày của bác. Tụi em, ai tỉa cái chân mày của bác kỳ vậy? Hồi nãy chị ngát tỉa lông mày cho bác, xong rồi kêu em qua gội đầu, em đâu biết gì đâu. À, tôi nhớ ra rồi nha. Đây, cô này, đầu tiên là cô tỉa lông mày cho tôi đúng không? Dạ, đúng là hồi nãy con làm cho bác. Mà nãy con làm cho bác đẹp lắm, đẹp giống như là một thiên nga vậy đó. Mà bây giờ nhìn giống như một con quạ vậy đó. Trời ơi, cô dám nói tôi vậy đó hả? Giờ sao? Hả? Con biết rồi. Có người ơi, con biết rồi, có người hại con. Là em đúng không? Em làm đúng không? Em không có biết, em không có làm. Em không làm thì ai làm? Thôi, hả? Thôi mà. Thôi đi. Trời ơi là trời. Tại sao các cô làm chân mày tôi ra nông nổi như vậy? Hả? Bây giờ ai đền cho tôi đây? Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Dạ. Con xin lỗi bác. Bây giờ con sẽ vẽ lại cái chân mày cho bác. Nếu bác chưa vừa ý á, con sẽ phun lại cái chân mày cho bác, có được không bác? Cái gì? Thôi, làm ơn làm phước đừng có nhắc tới chữ phun xăm nữa, tôi sợ lắm rồi. Ở đây là cái chỗ làm xấu chứ không phải làm đẹp. Thank you.
phải dám đánh mình. Mình phải để cho nhà giả sáo xào lên mới được. Sao cứ nhốt tôi hoài vậy? Mở cửa coi. Cái bà này thiệt tình à? Mở cửa. Nếu không là tôi đạp cửa đó nghe. Ôi chà. Mở cửa. Nói coi. Tôi tới thăm anh. Thăm anh. Sao không vô cửa trước rồi đi cửa này? Trời ơi, cửa chính hả? Ai mà mời mà vô anh? Không lẽ bà này bà nhốt mình thiệt sao ta? Ê ê ê. Nè, uống rượu không? Uống hả? Nhắc tới rượu là cái mặt sáng rỡ. Rượu ngon lắm. Vậy hả? Cái bên hả? Có cái quán bà Sáu Đề. Rượu ngon lắm. Trời ơi, làm sao mà đi được? Bà nhà tôi với lại con dâu của tôi canh tôi 24/24. Không có đi đâu được hết trơn hết trọi. Tôi đang nghĩ cách nè mà chưa ra nè. Bây giờ tốt nhất là mua rượu đem đến đây đi. Tôi với ông uống. Mua rượu cho anh là cái chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà vấn đề không lẽ bây giờ. Rồi không lẽ anh có chịu vậy hoài. Rồi nhiều khi chết sao? Thì tất nhiên là không rồi. Nhưng bây giờ tôi chưa nghĩ ra cách nè. Làm sao mà tôi thoát ra đây nè? Tôi đang nghĩ. Bây giờ tôi có cách này hay lắm. Hả? Nhưng mà anh phải làm theo ý tôi à. Thì cách gì nó đại coi. Gì? Đơn giản thôi. Ừ. Vậy anh? Được không? Được. Chắc ăn. Chờ chút. Được không? Đúng. Này ha. Đưa hai tay đây. Đưa tay chi cho nổi. Thì anh cứ nghe lời chú đi. Cãi hoài. Đưa tay đây. Hai tay nè. Tự nhiên trói tay tôi chi vậy? Trời ơi, anh không biết gì hết. Nghe lời tôi đi anh. Trời ơi, nhẹ nhẹ cho nội. Chặt quá. Rồi sẽ biết thôi. Chờ chút đi. Đó. Đó. Rồi chờ luôn. Dí vô đây em. Đó, cột vô đây. Ủa dừng ngộ vậy? Tôi ở trong này giống như ở trong tù rồi. Giờ cột chi nữa cho mệt vậy? Cứ bình tĩnh đứng đây nha. Hả? Chờ tôi. Ờ. Nhanh không? Ê, cha nội có quay lại không? Quay lại chứ. Đi xong rồi quay lại liền. Ồ. Giờ mới biết tại sao không leo lên đây được. Không biết cha Xuân Gâu này có gạt mình cái vụ gì hay không nữa. 31/71 bao lô hai con? 12/52/92 con ngựa bao lô ba con? Con ngựa ghi đề phải không? Ha! Cha nội chết bất tử gì ông đó? Nói ông tối ngày ăn nhậu gây lộn gây lão gì sao? À, cái này đó hả? Mới ghẹo ai hay sao mà nó quýnh cho bồm đầu lên vậy hả? Mặt như con khỉ già. Giỡn hoài. Nè, tôi nói thiệt với bà nghe. Tôi tính vô đó giải cứu cho bạn già của tôi. À. Ai về đâu xui chưa từng thấy luôn. Bị con cháu rượt quýnh tơi bời qua lá. Chứ không phải đi ăn trộm rồi đó hả? Tức suốt đêm á, cái mặt già khú như con khỉ vậy. Hiểu lầm.
hiểu lầm nữa. Cái chuyện đó là tin hay không là tùy bà thôi. Hả? Tôi có chuyện này muốn nhờ bà nè. Thôi à nha, ở đây không có rảnh làm chuyện bao đồng à. Cái chuyện bà không rảnh cũng không sao. Bây giờ đó, nói thiệt với bà đó, là tôi sẽ đi gặp công an. Công an khu vực ở đây nè. Hả? Tôi báo cho ông biết rằng ở đây nè có một mẹ già chuyên môn ghi đề, được không? Mà nghe nói là phát hiện ở đây mà nếu có ai mà cờ bạc chính thức á, ghi số đề chẳng hạn, mà báo công an thì sẽ được thưởng tiền. Tôi sẽ gặp khu vực liền giờ. Sao? Gì? Nói nghe nè. Gì đây? Chuyện gì nãy giờ không chịu nói, ai biết được. Giờ chuyện gì nói đi, tôi giúp cho. Có chuyện này nè. Ông bạn tôi đó, ha. Ừ. Đó, bà thấy không? Thấy. Thấy không? Bà nhìn kỹ chưa? Có một cha bị trói đứng lấp ló lấp ló cửa sổ đó, bà thấy không? Ừ. Đó làm là sao? Bạn già của tôi đó, bị con cháu nó ngược đãi đó. Ừ. Nó trói vô cửa sổ đó. Vậy hả? Ừ. Bây giờ bà chỉ cần đi nói với mọi người là con cháu ông đang ngược đãi ông. À, biểu họ đi báo công an. Vậy là xong, chuyện đơn giản như thế bà làm được không? Tưởng chuyện gì, chuyện đó là chuyện nhỏ. Nghe của bà đó. Lấy con cái bánh. Ừ. Ê, bây giờ vậy nè, sẵn có mọi người đây nè, đó đó. Bây giờ bà thử tay nghề để tôi coi được không ha? Biểu diễn thử tôi coi. Chơi luôn. Dạ, nó nghe, nó nghe. Lại đây, đây, đây. Chuyện gì vậy? Lại đây, đây, đây. Qua đây, qua đây. Trời ơi, tao nói hả? Ở cái nhà đó đó, có một ông già từ ở dưới quê đi lên thăm con. Mà con nó bất hiếu, nó mất dạy, nó nhốt ổng ở trong nhà đó hả? Nó rối hai cái tay ổng lại, không cho ổng ra khỏi nhà luôn. Nó nhốt ổng trong phòng tối vậy đó. Nó không cho ăn, không cho uống. Thấy tội nghiệp không? Bản thân mình ở bên đó mẹ mình còn bức xúc nữa mà, đúng không? Tội nghiệp quá ha. Quá. Thôi, vậy mình đi kêu công an đi. Đúng, mình phải kêu công an đi. Kêu công an chứ không kêu công an đi. Ờ, cái nhà này con cái mất dạy quá. Chào chị. Có chuyện gì không ạ? Có người gọi điện báo nhà chị giam nhốt hành hạ người già. Anh Bảy gì đây? Dạ, tôi tính hỏi bác sĩ tư vấn giúp tôi cách cai rượu. Tội nghiệp, còn trẻ mà đã. Dạ không, bác sĩ đừng có hiểu lầm. Tôi hỏi giùm một người bạn. Bạn của anh bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nghiện rượu lâu chưa? Dạ, anh bạn tôi cũng gần 60 rồi. Ổng say xỉn tối ngày, ổng nghiện rượu từ lúc còn trẻ lận. Ca này nặng đó. Bác sĩ, có cách nào cai rượu được không bác sĩ? Vậy về á, dẫn bạn của cậu tới đây gặp tôi. Dạ không được đâu bác sĩ. Dạ không, tại vì cái anh bạn tôi á, ảnh nhậu nhẹt suốt à. Ổng ngủ thì thôi chứ mà ảnh mà mở mắt ra là ảnh nhậu li lị luôn đó. Đó, cho nên là sợ dắt ảnh tới đây rồi ảnh quậy phiền bác sĩ lắm. Anh cứ dẫn bạn anh tới đây đi. Tôi phải trực tiếp thăm khám thì tôi mới tư vấn được. Nhưng mà tôi nói trước nha, muốn cai rượu có hiệu quả thì phải do ý chí bản thân của người nghiện. Nếu mà bạn của anh không quyết tâm từ bỏ được thì không ai có thể giúp nổi đâu. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ, về cái khoản này thì em sẽ tìm cách giúp ảnh. Mà anh cũng không nên để bạn anh bỏ rượu đột ngột như vậy. Có thể dẫn đến chứng rung sản chết người đó. Ủa, tại sao bác sĩ? Anh cứ tưởng tượng đi. Nếu như bỏ rượu đột ngột á, bộ não của họ cũng giống như chiếc xe đang chạy mà bị mất thắng vậy đó. Lúc đó, bộ não của họ cũng không thể kiểm soát được nhiều thứ, dẫn tới nhịp tim, huyết áp thay đổi đột ngột, dễ dẫn đến suy tim, đột quỵ và tử vong. Muốn cho bộ não điều chỉnh lại thói quen uống rượu thì cần phải có thời gian dài để giúp não lập lại cái thế cân bằng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Alo. Anh hai, em đang ở trên công an phường nè. Cái gì? Các anh hiểu lầm rồi. Thực ra là chúng tôi không hề trói tía tôi lại. Dạ, đúng rồi đó. Mấy đứa con hiếu thảo với vợ chồng tôi lắm. Hiếu thảo mà đi dùng dây trói cha mình lại hả? Dạ không, bọn nhỏ nó không có dám làm như vậy đâu. Vậy không lẽ là bác trói? Tôi...
không, tôi không có chối. Vậy ai trói bác? Tôi tự trói tôi nè. Sao bác phải tự trói mình? Thì tại tôi nghiện rượu á. Tôi phải trói tay tôi lại để tôi đừng uống rượu á, để cho tôi cai rượu được á. Dạ. Chú Ba, chuyện này là sao? Thím Ba, anh hỏi tía má kìa. Tía con á muốn tự cai rượu cho nên ông tự trói tay ông lại. Mấy chú công an á tưởng là các con ngược đãi trói ông lại hành hạ ông. Con mới đi gặp bác sĩ xong, bác sĩ nói á, tía muốn cai rượu á thì phải cai từ từ chứ không có cai đột ngột được, nguy hiểm tới tính mạng đó. Đó, ông nghe con nó nói chưa, muốn cai rượu á thì phải từ từ chứ không có cai đột ngột như vậy được. Ủa gì hả? Vậy đứa nào đi mua cho tía xị rượu đi. Giờ này mà tía còn nghĩ tới uống rượu nữa hả? Thôi ông đi vô nhà đi. Trời ơi, nghĩ đến cái chuyện mà tân gia rồi khách hứa tới nhà thấy tía như vậy, thiệt xấu hổ luôn á. Nghĩ tới thôi là thấy sợ rồi. Kitty nó nói đúng đó. Em còn tưởng tượng ra cái điều kinh khủng hơn nữa. Tới bữa đó mà tía say xỉn xong rồi á, tía leo lên bàn của khách khứa rồi tía ca hát, tía đạp, tía đá tùm lum và la hết á. Trời trời, kiểu đó chắc em đội quần với người ta luôn á. Thôi chú Tím, thôi đi. Hư cấu câu chuyện quá. Hư cấu cái gì anh? Trời đất ơi, anh thấy không, tía tự trói mình rồi la làng lên với hàng xóm, rồi mình con cái rồi ngược đãi cha mẹ nè. Đó, thấy chưa? Đúng rồi đó anh, em không tin đó là sự thật luôn á. Anh hai. Ủa, em thấy bây giờ á, nhốt tía lại cũng không phải là cách hay đâu anh hai. Anh có ý này. Bây giờ để tía có ý chí quyết tâm cai rượu, mình phải làm cho tía tổn thương, phải tiến hành cô lập tía, phải làm cho tía tổn thương. Anh hai, sao cách gì mà nghe nghiêm trọng như vậy? Không có gì là nghiêm trọng đó, thật ra nó rất là đơn giản. Bây giờ nè, từ nay nhà mình không ăn cơm chung, không nói chuyện với tía. Phải không? Gặp tía là lơ liền. Từ đó tía sẽ cảm thấy là tại sao tía bị đối xử như vậy. Khi tía hiểu ra, tía mới có quyết tâm cai rượu. Nhưng mà anh hai nè, làm cách vậy có được không? Em sợ là làm cách này xong là tía còn buồn hơn nữa đó. Thà là tía buồn một chút nhưng hạnh phúc dài dài. Em ủng hộ anh hai. Ủa, má. Má xuống đây hồi nào vậy? Má mới xuống. Bây giờ má lên với tía đây. Trời đất ơi, sao giờ nàng Vương nó chưa về nữa vậy cả? Chắc là ông bắt nó kiểm hàng chứ gì? Thì làm cho nó chứ làm cho ai mà cứ cằn nhằn hoài. Tôi đâu có sống đời để mà hưởng gia tài với nó đâu. Mấy người nói như vậy á, thường sống dai lắm á, khó chết lắm mà nghe. Bà nói ai sống dai, bà nói ai khó chết? Trù tôi chết sớm đó hả? Muốn tôi chết sớm lắm hả? Ai mà dám trù ông chết sớm đâu. Ráng sống đi, để mà hả, tôi có người mà tôi hầu hạ. Càng nói thì càng đi xa vấn đề. Thôi. Ủa bà làm gì vậy? Trời đất ơi. Ủa bà, cái gì vậy? Bà bị sao vậy nè? Con đưa con coi.
Bà, buông ra tôi coi coi, bà bị làm sao vậy? Bị chạy. Sao lại chạy? Chạy, chạy hai bên vậy đó hả? Nhắc tới, tôi tức muốn học máu luôn vậy đó. Kêu nó tẻ lông mày, mà nó làm, nó cạo sạch trơn lông mày của tôi luôn vậy đó. Cạo sạch hai bên luôn? Một bên thôi, nhưng mà tôi dán hai bên luôn cho nó đều. Ai vậy? Ai mà cả gan đụng tới cái chân mày của bà vậy? Thì mấy đứa thợ làm tóc của Út Huyền chứ ai nữa. Ông còn chọc quê tôi nữa hả ông? Hả? Trên đời này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ càng làm càng xấu là bà đó. Ông nói gì? Thôi, thôi chồng bà chút thôi, chứ bà cứ giữ nguyên đi, nó hợp với bà lắm, dễ thương. Rồi rốt cuộc bà qua bên đó sao, bà điều tra được cái gì? Bà nói thiệt đi, để tôi còn liệu nữa. Con Út nó tốt lắm, vừa hiếu thảo vừa siêng năng nữa. Kỳ này á, tôi đốc thúc thằng Vương và cưới con Út cho rồi đi. Đừng có cuốn lên như vậy, để tôi coi ông già nó ra làm sao đã. Tôi á, là thấy bà má nó là không ổn rồi đó. Ông à, gia đình người ta coi vậy chứ gia giáo dữ lắm. Bữa đó tôi nghĩ là chắc có một chút sự cố gì đó thôi, ngoài ý muốn. Ông cũng đừng đa nghi quá. Quân, Quân, Quân. Dạ. Mai, mai nội đưa con đi học nha. Dạ thôi, con tự đi xe đạp được rồi nội. Ủa vậy hả? Thôi nội đừng có đi, lạc đường nửa giờ. Nói nghe nè. Dạ. Con có tiền không? Đưa cho nội mua cây xương gum cho nội nhai cho vui vui đi. Dạ. Con để tiền vô ống heo hết rồi nội. Ủa vậy hả? Dạ. Anh Quân, anh Quân, anh Quân. Ừ. Bác hai đã dặn á, là không được nói chuyện với ông nội nữa mà. Biết rồi. Trời ơi trời, họ muốn văng cái phổi luôn mà nó không thèm nhìn mình nữa, con mắt nữa. Vô gì trời. Ôi cha, trời, đau bụng quá, đau bụng quá. Con đứa nào, con đứa nào, con nào, chú nào cho tiền tía tiêu mua thuốc đau bụng. Ôi cha cha, châu chùa. Anh làm gì vậy? Xuống đây phụ em dọn cơm. Ôi ơi, cho tiền mua thuốc đau bụng đi, đau quá. Ôi cha cha cha. Lẹ đi. Trời ơi, tôi để cái chân về tôi nên ngán nó mà cũng leo qua cho bằng được. Không thèm nhìn tôi luôn. Cái nhà này giờ sao vậy trời? Không lẽ không có ai trong căn nhà này thèm ngó ngàng tới cái thân già này hay sao? Không lẽ giờ tim ốc tụi nó rụng hết rồi hay sao? Không thèm nhỏ một chút tình thương đối với ông già này. Nè nè, chuyện dạy thêm anh tính làm sao rồi? Trước mắt mới có 5 em hả? Bây giờ từ từ anh kiếm thêm. Anh gì? Anh xin anh hai mở lớp dạy thêm chưa? Trời đất ơi, đang thời điểm anh hai đang giận tía, mình mà nói anh hai bây giờ có đúng thời điểm không? Anh định là tiền trảm hậu tấu. Ý anh là sao? Lỡ mà hỏi anh hai trước mà anh không đồng ý thì biết tính sao? Thà mình dạy đi, không lẽ đang ngồi dạy mấy đứa đang ngồi học á, anh hai đi về rồi anh đuổi mấy đứa nhỏ đi về sao? Trời ơi, đúng là chồng em thông minh thiệt á. Cái này người ta nói là cái khó nó ló cái khôn. Anh là thầy giáo mà. Anh ăn đi. Ăn đi ông. Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi con. Dạ. Ủa mấy con bữa nay làm sao vậy? Làm như cái bản mặt tía giống ma hay sao mà không ai thèm nhìn hết trơn vậy? Hả?
Tía nói vậy có ai nghe gì không? Nói chuyện với tía đi. Bà, hình như tụi nó hùa nhau, nó cô lập tôi hay sao bà? Ông nghe lời tôi, bỏ rượu đi. Tại ông không chịu bỏ rượu cho nên tụi nó mới giận ông đó. Bà nhắc chi để tôi nhớ nó vậy? Bộ bà tưởng muốn bỏ rượu là bỏ được hay sao? Nếu bỏ được tôi bỏ lâu rồi. Còn mấy đứa nữa, mấy đứa phải thông cảm hiểu cho tía chứ. Tía có muốn gì đâu, thấy không? Ông đâu có muốn gì đâu. Sao không đứa nào nói chuyện với tôi hết trơn vậy? Nói chuyện đi, tí năn nỉ tụi con đó. Nói đi. Dạo này tôi nghe đồn có nhiều giáo viên trẻ ở trường mình lén lút dạy thêm ở nhà. Dạ. Thật không ra hệ thống gì hết. Dạ, chắc là tại lương không có đủ sống cho nên... Lương tôi trả cao nhất thành phố này rồi, thầy nói đi. Trả bao nhiêu thì mới đủ sống? À dạ, ý em không phải vậy thầy. Ý em là bây giờ học sinh học ngày càng nhiều cho nên cần phải học thêm. Tuy nhiên là tất cả chúng ta không nên dạy thêm. Tôi tính vậy. Dạ. Sắp tới phát hiện giáo viên dạy thêm, tôi sẽ cắt giảm 50% lương. Hả? 50%? Thầy thấy ít đó hả? Hãy cắt giảm 70% nha. Phải làm cho thật nghiêm thì mới cải thiện được chương trình dạy và học ở trường mình. Dạ, em hiểu rồi. Ủa, dạ. Chú ba. Dạ, chào thầy. Dạ thưa thầy, con nghe bạn Vinh nói là tới nhà mình học thêm hả thầy? Em học yếu quá cho nên là em phải cố gắng thêm. Cho nên là thầy phải nhờ bạn Vinh. Thầy biết sao không? Quân thì học yếu, mà em thì công chuyện lu bu quá cho nên không thể kèm kẹp được. Cho nên em mới nhờ bạn Vinh là bạn của bạn Quân á, đến nhà để dạy kèm giùm. Người ta nói là học thầy không thầy học bạn. Dạ. Ủa thầy? Hả? Sao thầy nói kỳ vậy? Thầy dạy con không được nói dối mà. Cái gì vậy? Cái gì thầy mà... có chuyện gì khó nói phải không? Dạ không phải, thầy không hiểu. Con nít bây giờ nó mới bị lớn mà nó bị sĩ diện á. Nó học dở, nó học yếu mà mình nhắc tới cái là nó mắc cỡ. Nó lung ta lung túng vậy đó. Học dở không có gì đáng xấu hổ hết. Điều đáng xấu hổ là mình không dám thừa nhận. Hãy cố gắng học kìa chưa? Dạ thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Chú ba cái gì? Lá sùm lên à? Mai mốt á, là chú đang nói chuyện với ai, không được xen vô nghe chưa? Dạ. Xém chết rồi. Mở cửa. Khỏe rồi này. Khỏe, cảm ơn. Hỏi thăm thôi mà làm gì mặt anh nặng nhẹ tôi vậy? Ông thiệt là quá đáng luôn á. Làm gì quá đáng? Ông nghĩ sao ông trói tay tôi lại, rồi công an nó tới thấy tôi vậy nó tưởng là con tôi ngược đãi tôi kìa. Thì ra là do ông cha nội này bày trò. Trời ơi thiệt. Tại tôi bức xúc anh. Thấy không? Anh hiền quá đi. Con cái thôi mà làm gì bị nó giam giữ, nó nhốt trong nhà giống như tội phạm vậy. Tôi có ý tốt. Thấy không? Tôi làm vậy là để cho con cháu thả anh ra. Mà ai về đâu bây giờ anh lại thích chui đầu vô lưới. Hết cách. Tốt cái gì mà tốt? Có ngại tôi nghe lời ông hả? Con tôi bị ở tù hết trơn hết trội á. Trời ơi. Con anh học cao hiểu rộng rồi ai dám bỏ tù nó. Anh khéo lo. Anh hai. Dây. Có uống rượu không? Hả? Rượu. Rượu hả? Ừ. Ngon lắm. Ngon hả? Chờ tôi chút. Tôi để dưới xe. Hả? Lẹ. Dạ, chờ chút. Tôi mà gặp một lần nữa nha, tôi cắt da xẻo thịt, tôi rút gân ông luôn nghe chưa? Chưa cái tật dám rủ anh hai tôi nhậu hả?
công nhận. Quýnh đã tai thiệt. Biết thằng Chả yếu đuối như vậy hả? Từ đầu mình đâu có để cho thằng Chả ăn hiếp mình vậy đâu. Cô Tình. Ừ? Bún riêu con vừa mới nấu xong nè. Cô ăn sáng đi cho còn nóng. Cái gì vậy? Làm gì sao hôm nay thân thiết với tôi quá vậy? Làm người tốt cũng khó quá. Hôm qua con mới xem bộ phim nói về cặp cháu dâu với cô chồng. Họ thương nhau lắm nên con cũng muốn cô cháu mình như vậy á. Cái đó là tại mày. Chứ cô á thì lúc nào cũng muốn hòa thuận với mày hết trơn á. Thì giờ con mới hối hận nè. Con sẽ cố gắng thay đổi. Cô ăn đi cô. Ăn cho nóng đi cô. Cái này mà nguội là ăn không có ngon đâu cô. Nè cô, ăn đi cô. Thôi được rồi, để đó đi. Rồi cô ăn. Dạ, vậy con lên phòng làm việc tiếp nha. Cái con này sao tự nhiên hôm nay nó tốt bụng với mình đột xuất vậy ta? Đáng nghi ngờ dữ à. Có khi nào nó gài mình không ta? Anh hai, qua đây lẹ. Xuống đây. Ngồi xuống đi. Có chuyện gì vậy? Con Sen á, nó nấu bún riêu cho anh ăn đây nè. Anh ăn đi cho nóng. Thiệt vậy hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà anh cứ tưởng tụi nó cô lập anh chứ. Anh ăn đi. Nó đã mất công nấu, cho ông mình anh ăn thôi đó. Nè. Nhưng mà thôi, anh không ăn đâu. Anh chưa có đói. Anh đang thèm gụ. Gụ cái gì mà gụ. Suốt ngày à. Ăn đi chứ không thôi nó giận anh bây giờ á. Nè. Ăn đi. Ăn. Nè, rau cho thơm nha. Bún riêu thơm quá. Ở đâu có vậy? Con Sen nó nấu cho tôi á. Nó nấu nhiều quá, tôi ăn đâu hết đâu. Bà ăn phụ tôi nha. Hay quá, tôi cũng đang đói bụng. Để tôi lấy chén xớt ra tôi với ông ăn nha. Đâu là có đó. Tốt bụng quá mà. Nấu bún riêu cho tía má nó ăn mà vậy đó. Giờ mà nói thiệt ra mình sẽ mất mặt với cô Tình. Chắc tía má ăn trúng cái gì rồi á. Chứ bún riêu con nấu vẫn giống như mọi ngày mà. Thôi, con dâu á, nó độc ác quá à. Thiệt á, nhìn anh chị mà em thấy thương quá đi à. Tía má thấy trong người sao rồi? Để con đi mua thuốc cho tía má uống nha. Anh chị á, có đứa con dâu hiếu thảo hết sức luôn á nha. Nó vừa đấm nè, nó vừa xoa nè. Thiệt là hiếu thảo luôn vậy đó. Con dâu á, nó cố tình nấu bún riêu thiêu cho ông bà già chồng không ăn. Không có. Để cho ông bà chết sớm. Chắc là để cho đỡ tốn kém đó mà. Cô. Tía biết hết rồi. Hèn chi, từ con tới cháu không đứa nào thèm nhìn mặt tía hết. Tía. Bà, tại bà xui á, bà ăn chung với tôi cho nên bà dính đạn luôn. Thật ra con dâu của tôi nó chỉ muốn là tôi ăn cái tô bún đó thôi, để tôi đi vô toilet thôi. Tía, đừng có nghĩ vậy. Quan cho con lắm tía. Má,
Tía biết rồi. Tại tía hay uống rượu á. Tía làm khổ tụi con. Tụi con không có thương tía. Không phải đâu tía. Nhưng mà con có cần đối xử với tía vậy không? Đối xử vậy ác quá. Tía, không phải như tía nghĩ đâu. Tía tin con đi. Má. Tía không nghe gì nữa hết đó. Tía đã quyết định rồi. Tía phải về quê liền. Tía. Tía không ở đây để tụi con hành hạ nữa. Tía. Tía đâu con ngủ. Tía nghe con giải thích đi tía. Tía. Không có giải thích gì hết. Má. Bà hai. Má. Lên lầu xếp vali. Tôi với bà về quê liền. Má. Đi. Má nghe con giải thích đi má. Tía. Ngồi đó làm cái gì nữa. Đi. Tía. Tía. Má. Tía. Tía. Đi đi. Tía. Tía ơi. Tía. Tía sao rồi tía? Không sao. Nhiều khi ruột nó không còn gì hết. Nó cũng nhớ lên cái. Y học gọi là ruột kích thích á. Tía. Đi, đi, má. Tía má đừng có đi mà. Tía. Đáng đời. Ai biểu muốn hại tôi làm chi? Cô. Chết rồi. Bây giờ mình có nên gọi điện báo cho anh hai với Út Hiền biết không? Anh Hải. Anh về thì hay quá. Anh ơi. Anh lên phòng khuyên tía giùm em đi anh. Sao? Vụ gì? Có chuyện rồi, tía đòi tía về quê kìa. Làm cái gì vậy? Em Vậy bà làm sao? Có đi về với tôi không? Ông à, ông suy nghĩ lại đi. Biết đâu hiểu lầm thì sao ông? Rõ ràng như vậy rồi còn hiểu lầm cái gì nữa. Tôi không muốn bỏ mạng ở đất khách quê người này nghe. Thôi mà ông, tôi xin ông đó. Tôi Tía. Má. Con về rồi đó hả? Dạ. Chuẩn bị xe chở tía ra bến xe liền đi. Tía. Cái gì? Tía, má ơi, con có nghe vợ con nói rồi. Vợ con đâu có định làm hại tía với má đâu. Cái này là do bụng tía với má nó bị xấu á. Này là xui thôi. Dạ, con có muốn cái này cho tía nè tía. Cái này ngon. Tía uống chừng 1-2 ly vô là nó ấm lại à tía. Không có chuyện gì đâu. Dạ. Thôi đừng có dụ ha. Vợ cho ăn đi vô toilet. Giờ chồng dụ uống đi vô bệnh viện hả? Đâu có ngu. Bây giờ tôi không tin ai hết trơn trời á. Tôi chỉ muốn về quê thôi. Tía. Đừng có dụ nữa. Ông nghe tôi nói cái gì nè. Bây giờ bà có muốn đi không? Đi với tôi. Tôi thì đi. Ở lại. Được rồi. Bà lại đi. Bà lại hưởng thụ đi. Để ra. Tía. Ông à. Con. Cạn tí lại đi. Tí nói là tí làm thiệt đó. Tía không có đồng nào trong túi đâu. Làm sao đi về được. Má đừng có lo. Ủa mấy con đi học thêm á hả? Dạ. Trời ơi giỏi quá vậy ta. Dắt xe vô đi. Ông coi chừng xe cho. Dạ. Ông khoan khoan đã. Mấy con cho ông xin tiền xe đi. Ủa thường ngày tụi con đâu có bị lấy tiền xe đâu ông. Trời đất ơi. Con gửi xe ở trường có tốn tiền không? Dạ. Gửi ở đây cho ông coi chừng xe cho tụi con thì ông phải lấy tiền chứ. Chứ ông đâu có ở không đâu coi chừng xe cho mấy con đúng không? Dạ. Mấy con mỗi chiếc xe cho ông xin 10.000. Kỳ vậy. Ủa thường thì trường của tụi con có 3.000 đồng thôi mà ông. Ở trường khác. Ở đây hả tình hình an ninh kém lắm. Hỏi cái gì cũng mất hết trơn hết trội. Đừng nói chiếc xe đạp đó. Giờ để đây đi mất xe ông không chịu trách nhiệm mà nha. Dạ. Đó vậy đi. Rồi 10.000 đó, 10.000. Rồi dắt xe vô đi. 10.000. Ngoan ghê. Rồi dễ thương quá. Trời ơi nhìn mặt thông minh ghê.
gì? Không biết ở đây mà nếu như không có tiền không biết có uống được không ta? Dẹp đi nha, không có tiền biết chỗ khác. Ở đây không có làm từ thiện cho những người vô công rỗi nghề đâu. Nghe nói là cái bộ luật hình sự với cái tội ghi đề là ở hơi lâu á. Nè mấy... uống xong biến giùm tôi một cái. Bực bội quá. Bà nhớ nha, bà chủ ơi, bà chủ, bán rượu đi, bán rượu đi. Nhiều như đây tiền nè. Xương câu nè, hồi sáng á em gái tôi nó làm cái gì không phải ông bỏ qua cho nó nghe. Chưa từng thấy một cái nhà nào mà bạo lực như nhà anh. Con cháu gì đâu mà hỗn hào. Từ xưa tới giờ tôi chưa từng thấy cái con mẹ nào mà nó dữ như quỷ đó. Trời đất ơi, ông cũng hiểu cho đàn bà phụ nữ mà, họ ghét cái chuyện mà ăn nhậu lắm. Dám coi thường Xuân Râu này ha, đừng trách sao nó tôi ác. Tôi sẽ cho nhà ông xào xáo lên nha. Xuân Râu ha, đừng có nghĩ ngợi nữa. Bây giờ về đi, để sao? Chuộc lỗi với ông ha. Tôi với ông, tôi có rượu kìa. Tôi với ông làm lai rai dài xị đi. Nha, ngồi đây luôn. Nhưng mà khoan, giờ tôi có ý kiến. Gì? Nếu mà mình ngồi nhậu ở đây là phiền phức lắm. Lỡ như con cái đi ngang qua đây thấy là phiền lắm. Bây giờ vậy nè, tôi mời ông tới chỗ này nhậu vui lắm. Vui hả? Rồi đi em. Chơi luôn. Người đâu? Vậy rượu. Đang dạy nên người lớn khôn trưởng thành, con đừng chơi bời làm việc tốt đẹp cho đời, mong rằng con trở thành người hoàn hảo và tài giỏi. Chợt nhìn người cha hiền mẫu mực, giờ say con rượu con bạc, không tham những lần cha lại ăn nhậu khiến nhà mình như rơi vào sa mạc. Gia đình đây sống chật vật hạnh phúc giờ tàn nát, nhưng tôi hư lông trượt dài từ lâu chẳng buông chẳng buông chẳng buông. Ai gu say xin cờ bạc đỏ đen cũng chơi lang lộn, làm con cái này lạc bước do cha làm gương, làm hạnh phúc nơi gia đình tan thương. Nước mắt đau khổ của mẹ làm cha bỗng nhìn ngần ngơ ngần ngơ, thương tinh như thoát mộng mình từ lâu vân vờ cầu xin xưa sai lầm lỡ thiêu đốt thành cho và cuộc sống bên gia đình như mơ. Nhưng tôi ước ông trượt dài từ lâu chẳng buồn chẳng buồn chẳng buồn. Ai cũng sẽ xin cờ bạc đỏ đen cũng trời lang luôn, làm con cái này là bước cho cha làm gương, làm hạnh phúc nơi gia đình tan thương. Nước mắt đau khổ của mẹ làm cha bỗng nhiên ngân ngơ ngân ngơ, thương tinh như thoát mộng vì từ lâu vân vờ cầu xin xưa sai lầm lớn theo đột thành cho và cuộc sống bên gia đình như.